Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời lượng cho bản tin lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị các chủ tịch quốc hội trên thế giới lần thứ tư và phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2015, sáng nay mùng 1 tháng 9, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cách đây 70 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cũng trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ công ơn những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh, hiến dâng cả cuộc đời vì nền độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao, các vị đại sứ và đông đảo nhân dân cả nước đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng ngày, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ. Trước khi khai mạc triển lãm, các đại biểu đã tổ chức dâng hoa báo công lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tại triển lãm lần này, nhiều tư liệu hiện vật quý được chọn lọc trưng bày, giới thiệu như lá cờ quyết chiến quyết thắng, giải thưởng luân lưu Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân và dân Thừa Thiên Huế năm 1954, thiệp thư chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng đồng bào chiến sĩ Thừa Thiên Huế và nhiều hình ảnh tư liệu về các hoạt động dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các địa phương miền Nam. Triển lãm đã góp phần tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh cách mạng, tình yêu quê hương đất nước đến với các tầng lớp nhân dân mà đặc biệt là với thế hệ trẻ. Thành công của Cách mạng tháng 8 là kết quả của phương pháp chiến lược, sách lược cách mạng linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước những thay đổi mau lẹ của tình hình Đông Dương và thế giới lúc bấy giờ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chuyển hướng chỉ đạo về chiến lược kịp thời, đoàn kết tất cả mọi thành phần giai cấp trong xã hội cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Tháng 5 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Bác Bó, Cao Bằng, quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng. Đó là tạm gác khẩu hiệu đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày, khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Sự điều chỉnh chiến lược của Đảng theo hướng dương cao hàng đầu ngọn cờ dân tộc, giải phóng, tạm gác lại mâu thuẫn giai cấp để giải quyết mức độ. Nó có ý nghĩa quyết định đến việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, không phân sang hèn, giàu nghèo, giai cấp phải chính kiến nữa. Để thực hiện mục tiêu đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh đã ra đời với khẩu hiệu chính là phản Pháp, kháng Nhật, liên hoa, độc lập. Quần chúng nhân dân các dân tộc trình độ không giống nhau, nhận thức không giống nhau và xu hướng vận động cũng không giống nhau. Do đó, nếu dương lá cờ Cộng sản lên chỉ tập hợp được một số người tiên phong. Mặt trận Việt Minh là mặt trận nó vừa chặt chẽ nhưng vừa đủ rộng rãi và bao dung để đoàn kết tất cả những cái đó. Đấy chính là cái lực lượng chính trị của cuộc cách mạng. Và từ lực lượng chính trị ấy thì mới phát triển lực lượng vũ trang, rồi mới xây dựng căn cứ địa cách mạng.
Thế rồi từ đấy mà xác định cái hình thức đấu tranh đi từ khởi nghĩa của quần chúng. Thực hiện chủ trương khởi nghĩa đấu tranh đi từ quần chúng, Mặt trận Việt Minh đã xây dựng các ủy ban tại khắp các địa phương trên cả nước, tổ chức hoạt động cùng các đoàn thể cứu quốc, tạo nên một cao trào cứu quốc mạnh mẽ, chuẩn bị cho cuộc vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền. Trong cái lời kêu gọi tổng khởi nghĩa thì Bác Hồ có cái câu là toàn thể quốc dân hãy đứng lên, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đấy chính là tự giải phóng cho ta được chính là nhờ cái đường lối hướng dẫn của Đảng, nhưng đồng thời cũng nhờ cái tập hợp, huấn luyện của Mặt trận Việt Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, chiến lược cách mạng mềm dẻo, thêm bại bớt thù, tập hợp mọi thành phần xã hội, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã được phát huy cao độ. Đó cũng chính là cội nguồn đưa cách mạng tháng 8 1945 đến thành công trọn vẹn, nhanh chóng. Trong quá trình phát triển của tem bưu chính Việt Nam, có những cánh tem thư đã góp phần ghi lại những dấu mốc lịch sử không thể phôi phai trong tâm trí của người dân đất Việt. Nhưng trong số đó, những bộ tem kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 luôn có vị trí thiêng liêng vì chúng thể hiện rất rõ quá trình thay da đổi thịt của đất nước. Phóng sự sau đây sẽ giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về gần 70 năm phát triển của tem bưu chính mang chủ đề lịch sử này. Đây là những con tem nằm trong bộ tem đầu tiên được phát hành vào ngày 27 tháng 8 năm 1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế. Họa tiết trên tem là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm dòng chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gồm 5 màu xanh lá, đỏ, vàng, lam, tím. Đây là một trong những bộ tem mà nhà sưu tập tem Trật Vương Việt yêu quý nhất do ý nghĩa lịch sử của nó. Bởi vì lúc đó là phương tiện thông tin đại chúng chưa phát triển, vì thế là người dân là chưa có thể biết rõ được là hình ảnh vị chủ tịch nước như thế nào. Thì thông qua những cái mẫu tem bưu chính, nhất là những cái mẫu tem mà vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đã được một số người dân, họ có cơ hội tiếp xúc và họ đã giữ lại những con tem đó để họ làm tư liệu, rồi dành cái tình cảm của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kể từ khi bộ tem về Quốc khánh đầu tiên ra đời đến nay, đã có 104 bộ tem, 3 mẫu block về đề tài này được phát hành. Với mỗi lần phát hành, nội dung bộ tem lại thay đổi, phản ánh những thời kỳ phát triển khác nhau của đất nước. Thì cách phong cách thể hiện trên con tem ấy, thì các họa sĩ cũng tìm tòi, nghiên cứu rất kỹ. Giai đoạn đầu của cách mạng thì những con tem về cách mạng tháng 8 tháng 9 ấy, thể hiện về hình ảnh Bác Hồ. Tuy nhiên về sau thì còn thể hiện cả về bản đồ, ở cờ, quốc kỳ, quốc ca, rồi thì đem về những thành tựu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật. Ông Vinh cũng cho rằng việc phát hành tem về Quốc khánh nói riêng hay về đề tài cách mạng nói chung, ngoài yếu tố để sử dụng và phục vụ người sưu tập tem, còn mang yếu tố tuyên truyền giáo dục các thế hệ trẻ về những năm tháng lịch sử của dân tộc. Hiện nay có không ít bạn trẻ vẫn tìm đến những chiếc tem lưu giữ thời gian này để sưu tập cho bản thân hay để giới thiệu với bạn bè bốn phương. Tôi đã từng mua tem về Quốc khánh vào những cái dịp lễ lớn của Việt Nam rồi. Và thường thì những cái dịp đó thì tôi sẽ mua tem và sau đó là gửi, dán lên những cái bì thư và gửi cho những người bạn của tôi, có thể là trong nước hoặc là ngoài nước. Và những cái bì thư đó tôi nghĩ là để làm một cái bì kỷ niệm cho những cái sự kiện rồi những cái ngày lễ lớn của Việt Nam, để giới thiệu hình ảnh của Việt Nam và những cái sự kiện đó cho bạn bè trong nước và quốc tế biết đến. Ngày nay, tuy thư điện tử đang dần thay thế giá trị của những con tem bưu chính thông thường, thì những bức thư dán tem vẫn đang hàng ngày hàng giờ tỏa đi khắp nơi trên đất nước cũng như trên thế giới để mang hình ảnh của Việt Nam đi ngày một xa hơn. Trong chuỗi các hoạt động đặc sắc chào mừng 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, bên cạnh màn diễu binh diễu hành được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội, thì một sự kiện được người dân chào đón không kém, đó là những màn bắn pháo hoa rực rỡ sẽ diễn ra ở các thành phố lớn trên cả nước. Tại Hà Nội, pháo hoa tầm cao được bắn tại 5 điểm, đó là Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ và Hồ Văn Quán, quận Hà Đông. Tại Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa từ trên xà lan đặt giữa sông Hàn, đoạn từ cầu sông Hàn đến cầu Thuận Phước. Tại Hải Phòng sẽ tổ chức bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao và gần 200 dàn pháo hoa tầm thấp ở Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật Thành phố và Hồ An Biên. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai điểm bắn pháo hoa là Công viên Văn hóa Đầm Sen và đầu đường hầm sông Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm, quận 2. Các màn bắn pháo hoa được đồng loạt thực hiện từ 21 giờ tối mai ngày 2 tháng 9 và sẽ kéo dài trong khoảng 15 phút.
Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước, từ hôm qua các trại giam trên cả nước đã đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 18.000 phạm nhân đã có những năm tháng cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt các nội quy của trại giam. Với những phạm nhân được đặc xá tha tù lần này, đây là niềm vui không diễn tả hết được khi mà họ sớm được trở về với gia đình và tái hòa nhập với cộng đồng. Nhiều trại giam cho biết, ngoài việc lựa chọn, bình xét đối tượng được đặc xá đảm bảo đúng những tiêu chuẩn theo quy định, trại giam cũng đã tổ chức nhiều đợt giáo dục pháp luật, đào tạo nghề, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho phạm nhân hòa nhập cộng đồng sau khi được đặc xá. Trong số gần 18.300 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá năm nay, có 32 phạm nhân là người nước ngoài. Đây là những phạm nhân đã chấp hành được ít nhất 1/3 án phạt tù trở lên. Với các phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn, một cánh cửa mới đã mở ra cho họ để khép lại quá khứ lầm lỡ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một phạm nhân vừa được nhận quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn sau 9 năm thi hành án. Sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến anh Ngô Thanh Phát nhận mức án 16 năm tù giam với tội danh giết người. Những năm tháng trong trại giam với sự động viên giáo dục tận tình của cán bộ quản giáo, anh đã nhận ra được những lỗi lầm của mình, quyết tâm học tập, cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hôm nay, một ngày thật đáng nhớ trong cuộc đời của anh, ngày anh được nhận quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước sau 9 năm thi hành án. Những cái nắm tay thật chặt với các phạm nhân cùng phòng như một lời nhắn gửi cùng thật cố gắng để có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi biết mình là một trong những phạm nhân vinh dự được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước thì cảm xúc đầu tiên trong tôi đó là lòng biết ơn sâu sắc nhất đến ban giám thị và hội đồng giáo dục đã luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để phạm nhân chúng tôi có được môi trường cải tạo tốt nhất để cho chúng tôi có một cơ hội sớm được đoàn tụ gia đình và hòa nhập cộng đồng. Chính sách đặc xá là kết tinh truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc, sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, đã cải tạo tiến bộ, thể hiện tính ưu việt của chế độ, khuyến khích người đang chấp hành án phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo tốt. Hơn 18.000 phạm nhân trên cả nước được đặc xá trong đợt mùng 2 tháng 9 này. Trong đó tại trại giam Bình Điền, Tổng cục 8 Bộ Công an có 167 phạm nhân được xét duyệt đặc xá với nhiều thành tích trong quá trình cải tạo giáo dục. Đối với những phạm nhân được đặc xá lần này thì tôi mong muốn và yêu cầu thứ nhất là phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và khắc phục những khó khăn của cuộc sống, vươn lên, cố gắng lập thân lập nghiệp, không kỳ thị, không xa lánh, phải tìm một việc làm ổn định nhất là gia đình, là phải vợ cái nới lòng vòng tay để tiếp tục tạo cho họ, cho con em một cái việc làm ổn định, sớm hòa nhập cộng đồng và không được tái phạm tội. Ngày trở về với cuộc sống đời thường, rất nhiều những cảm xúc khác nhau, có những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm thật chặt. Trong thâm tâm của những người được đặc xá, đó là niềm biết ơn trân quý trước tình cảm đón nhận của gia đình, xã hội trong ngày trở về. Trong phần tiếp theo của chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ tư và phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Vào tối qua theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ tư đã khai mạc với sự tham gia của các Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện đến từ hơn 140 quốc gia. Đây là một sự kiện quan trọng lớn nhất từ trước tới nay, nằm trong chuỗi các hoạt động cấp cao toàn cầu trong năm 2015, hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 này. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury cho biết, chủ đề của hội nghị lần này tập trung vào các vấn đề liên quan đến hòa bình, dân chủ và phát triển.
Việc tổ chức hội nghị này thể hiện sự nỗ lực tham gia ngày càng tích cực của các nghị viện các quốc gia trên thế giới vào việc hoạch định và xây dựng chương trình nghị sự sau năm 2015 của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh, tại hội nghị lần này, các nhà lập pháp gặp lại nhau sau 5 năm để bàn thảo những nội dung phát triển trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với ngày càng nhiều các cuộc khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực. Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết, vừa qua các quốc gia thành viên cũng đã tiến một bước quan trọng trong việc kết thúc đàm phán về chương trình nghị sự phát triển bền vững trong 15 năm tới. Tổng thư ký cũng kêu gọi các nước cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại. Phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội chính là hiện thân của nền dân chủ. Hội nghị này là dịp để cùng nhau nhìn lại những cam kết đã đưa ra và tái khẳng định những cam kết đó với những nội hàm mới phù hợp với tình hình quốc tế đang đổi thay hàng ngày, hàng giờ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, các nghị viện thành viên của IPU đã thông qua tuyên bố Hà Nội các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động. Tại Đại hội đồng IPU 132 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2015, các nghị viện đã khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, thực hiện các quyền con người, trao quyền cho mọi người phát huy hết tiềm năng dựa trên ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, tôn trọng hiến chương của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, với mong muốn gìn giữ hòa bình, Việt Nam luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, của luật pháp quốc tế và cam kết không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực vì lợi ích và an ninh chung của khu vực và trên toàn thế giới. Của luật pháp quốc tế, cam kết không sử dụng vũ lực, đe dọa. Từ hôm nay ngày 1 tháng 9, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ và nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân. Kể từ tháng 9 này, những bệnh nhân đi khám ở các cơ sở y tế tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ vẫn sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Trước khi tổ chức thực hiện khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ, cơ sở y tế phải thông báo cho các tổ chức bảo hiểm xã hội. Người lao động sẽ được vay tối đa 50 triệu đồng để tìm việc làm. Thời hạn vay vốn không quá 60 tháng, lãi suất vay vốn bằng với lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tất cả học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp đều được giảm 50% học phí. Trước đây, chỉ có học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp trong thời gian 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp mới được hưởng quyền lợi này. Người lao động thuộc hộ cận nghèo hoặc là thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phí. Sau hai cuộc họp mà vẫn chưa xác định được mức tăng lương, thì vào ngày 3 tháng 9 tới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp phiên thứ 3 để xác định được mức tăng lương tối thiểu cho năm 2016. Về phía Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định, mức tăng lương tối thiểu năm 2016 khoảng 10% sẽ phù hợp với quyền lợi của các bên và đảm bảo lộ trình tăng lương tối thiểu. Giới sử dụng lao động cũng giữ đề xuất tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại vẫn giữ quan điểm tăng 16,8% với lý giải là năm nay tăng trưởng kinh tế đã khá hơn và doanh nghiệp vẫn chịu đựng được. Nếu trong cuộc họp ngày 3 tháng 9 tới đây vẫn chưa thống nhất được phương án, thì Chủ tịch Hội đồng sẽ chốt mức tăng để trình Chính phủ. Đối với các doanh nghiệp, việc ghi chép kế toán với nhiều khoản thu chi là hết sức quan trọng. Do đó, phương pháp kế toán ghi sổ kép thường được sử dụng trong các doanh nghiệp bởi những ưu điểm như là rõ ràng, chi tiết. Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 năm, phương pháp này vẫn chưa được nhiều người biết tới tại Việt Nam. Vì vậy, Hiệp hội Phổ cập và Xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam với các thành viên là những chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thuế và kiểm toán đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phổ biến phương pháp này. Đây là một buổi học trong khóa học kéo dài 2 tháng về phương pháp kế toán ghi sổ kép của Hiệp hội Phổ cập và Xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam. Thông qua việc phổ biến phương pháp này, khóa học giúp học viên hiểu được cách ghi chép thu và chi một cách chi tiết, từ đó thống kê và nắm bắt tài sản và lợi nhuận của doanh nghiệp một cách hệ thống. Phương pháp kế toán ghi sổ kép được đánh giá là có tính chính xác, tính kiểm chứng và độ tin cậy cao hơn so với phương pháp kế toán ghi sổ đơn bình thường. Và báo cáo Nhật thì là mình sẽ hiểu rõ hơn là cái cách trình bày của người Nhật nó logic hơn một chút. Tức là nhìn từ cái bảng cân đối kế toán ra cái sổ chữ T, hình chữ T. Mình thấy là ghép chữ T vào thì hai cái bảng nó gần như là nó giống nhau, nó cũng là hình chữ T như nhau. Thế nhưng mà như ở cái bảng của Việt Nam thì nó là một cái cột dài.
hẳn. Nếu mà mình cho sang bên thì nó cũng ok, thế nhưng mà để mà cái cách trình bày thì mình thấy là cách trình bày của thầy giáo đây dễ hiểu hơn. Thì với công việc hiện tại thì tôi cũng không phải là không liên quan kế toán nhiều, nhưng công việc chính của tôi chủ yếu là lập bảng, lập sổ và cũng thu tính toán đến kế toán một chút. Qua khóa học này tôi đã hiểu được kế toán Nhật như thế nào và người Nhật sẽ lập sổ kế toán như thế nào và phong cách làm việc của người Nhật với chuyên ngành kế toán ở công ty như thế nào để xử lý các thu chi trong công ty. Phương pháp kế toán ghi sổ kép du nhập vào Nhật Bản cách đây khoảng 150 năm và đã có những đóng góp rất lớn vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản. Với hy vọng phương pháp này sẽ có những đóng góp tương tự tại Việt Nam và hỗ trợ cải thiện hệ thống ghi chép kế toán tại đây. Năm 2008, một số chuyên gia về thuế và kiểm toán người Nhật Bản và Việt Nam đã chung tay thành lập Hiệp hội phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam. Vì phương pháp này cho thấy sự chặt chẽ trong việc ghi chép, quản lý nguyên giá của sản phẩm, nên tôi nghĩ nó thực sự quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mặc dù chưa thể nói là nó đang được phổ biến nhanh chóng, nhưng tôi hy vọng phương pháp này có thể được giảng dạy bằng tiếng Việt trong các trường học trong thời gian tới. Kể từ khi ra đời đến nay, Hiệp hội phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam đã tổ chức các khóa học tại Hà Nội cho khoảng gần 1.000 học viên đến từ nhiều trường đại học, công ty trên địa bàn thủ đô. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên truy cập vào website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.